Điểm trường Túc Bổ xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam từng gây bão trên mạng xã hội với lễ khai giảng mộc mạc, đơn sơ năm 2019. Năm nay, lễ khai giảng ở đây cũng thật đặc biệt khi lũ trẻ phải học ở điểm tạm do trường đang được xây dựng. Đặc biệt hơn, cô giáo Trà Thị Thu, người cách đây 2 năm dạy học và cùng các em học sinh làm nên buổi lễ khai giảng khó quên ấy, cũng đã quay trở lại với Túc Bổ sau 1 năm chuyển công tác xuống điểm trường chính. Từ sáng sớm, cô Thu với tà áo dài màu xanh dắt học sinh quần xanh áo trắng, trên tay cô trò là những chiếc bóng bay, bước vào cổng trường giữa núi đồi ngọc linh mây giăng trắng xóa. Lễ khai giảng sáng nay ở Túc Bổ vẫn đơn sơ, bình dị. Học sinh xếp hàng ngay ngắn làm lễ chào cờ, mỗi em đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Sau đó, cô giáo đọc thư chúc mừng khai giảng năm học mới, dặn dò các em cẩn thận. Đại biểu lãnh đạo dự lễ vẫn là anh trưởng nóc Túc Bổ. Cô Thu cho biết năm nay cô được trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập phân công trở lại điểm trường Túc Bổ để giảng dạy. Cô phụ trách dạy lớp 1 và 2 với 15 học sinh, còn lớp mẫu giáo do một cô khác phụ trách với 19 em. Năm học trước không được dạy Túc Bổ, cô nhớ lũ trẻ, nhớ bà con dân bản lắm. Cô Thu nói khi nghe phân công lên lại điểm trường này, mình cũng vui vì được quay trở lại ngôi nhà thứ hai của mình, được gắn bó với bọn trẻ, dân làng, y như về nhà vậy. Cô Thu kể cách đây 2 tuần, cô phải lên điểm trường để cùng dân làng chuẩn bị cho năm học mới như làm lại hàng rào, nhà vệ sinh, dọn dẹp, trang trí lớp học. Lễ khai giảng năm nay cũng thật đặc biệt với cô, bởi lần thứ hai cô giáo trẻ này trở lại điểm trường Túc Bổ. Cô Thu bộc bạch, nhiều thứ mới mẻ lắm, điểm trường đang được xây dựng, đường xá cũng được mở lên tới tận thôn, đi xe máy chứ không còn cảnh lặn lội đi bộ như lúc trước. Quay trở lại Túc Bổ lần này em vui lắm, bà con dân bản kia nghe mình quay trở lại dạy bọn trẻ họ cũng vui. Cô Thu cũng mong điểm trường sớm được xây dựng xong, vững chắc để cho bọn trẻ có nơi học hành đàng hoàng, không sợ mưa bão. Anh Hồ Văn Tiến, trưởng nóc Túc Bổ cho biết điểm trường đang được xây dựng nên nóc bố trí một điểm khác để cho các em học. Năm nay cô Thu đã quay trở lại đây để dạy bọn trẻ, bà con dân làng thấy vui cái bụng. Một bữa mì Quảng đã được cô giáo Thu cùng giáo viên, dân làng nấu đã cho học sinh Túc Bổ trước khi bước vào một năm học mới tràn đầy khí thế.